Tát hồ đầu năm, tát hồ đầu năm. Sản phẩm, tát hồ đầu năm các cụ ơi. Mình quê Đông Bắc thân mến, chào toàn thể các cụ nhé. Nay Đoàn Lực sẽ ra hồ để review xem không khí tại hồ Đèo Lai vào những ngày đầu năm. Để cùng chúc anh em các cân thủ một sức khỏe một năm mới này. Tát cạn hồ Đèo Lai luôn các cụ nhé. Đây vào hồ hôm nay cũng rất là đông khách nhé. Tuy mới có là mùng 5 Tết rồi. Hồ này thì câu suốt từ từ hôm mùng 2 đến giờ rồi. Thì ở bên trên cùng có đèn đen là một ổ này, anh Kỷ. Rồi bên ngay góc mâm là ba ổ. Và bên này Việt Nguyễn thì cài nguyên một bãi này luôn. Sang góc bên này thì hai ổ này đánh kẹp này. Và ở trong bụi tre kia thì có bốn ổ nữa. Anh em câu đài. Xin chào miền quê Đông Bắc. Vậy hôm nay ra đây vui xuân ha. Đây toàn người miền Nam về đây câu lúa ha. Quánh khóc à. Quánh đấy. Quánh từ nãy giờ chưa lên con nào ấy. Tự nhiên thả mồi vào bây giờ mẹ không thấy gì á. Lúc này nó bị mắc mẹ dưới đây. Bún đây. Nún nún phào con giật nó có xuống béo luôn. Bún đây. Đổ bơi rồi. Ô vào người nó biết thì cần mẹ thằng nào nặng thế. Rồi rồi. Các cậu à? Cậu nói chắc là mấy bạn. Ùn mập đấy đâu nhỉ? Ùn mập trong góc trẻ. Ùn ơi! Con chép này. Ồ, con chép nào khai xuân như thế nó mới rực rỡ đấy ông ạ. À. To chứ. Báo cá bình thường nha chú. Con thứ ba rồi. Con thứ ba bọ. Thôi cho nó vào vợt đi thôi nhỉ. Ố đẹp. Con này còn đẹp hơn. Vẩy như vẩy rồng. Quả xích đâu rồi? Đi tứa bé à. Nhìn con cá là anh em đi họ đi câu họ đã biết rồi. Nó đẹp như tranh thế này thật. Mẹ giật giật hết cả tay, bực hết cả mình. Giật chậm quá. Vòi cả cổ lên. Bao nhiêu phát. Giờ về để ông lôi lên để ông cho vào xích để mình còn xem với cá chứ. Đấy. Lấy làm gì nhiều cứ đầy xích được. Nhờ. Ừ. Ôi, nó còn vặn khóa kiểu đấy cơ. Đấy, sản phẩm đấy nhá, anh em nhá, đấy. Có phải vừa đâu. Thế. Khen.